Con thon là vỏ mỏng, cơm dày, hạt lép. Thì nó hơi khó cùi hơn đi sáo xíu các bạn. Đó các bạn, đẹp chưa? Hàng này là mới chín tới, cơm ráo vàng dẻo. Giờ mới vừa khác á hả? Chỉ của mình là có bánh tre ha. Em thấy giá thành nó rẻ, hàng Cần Thơ giá thành nó rẻ. À. Đang chớp. Tiền nào của đó thôi. Quan trọng là ăn ngon. Bánh treo ngon. Mình thấy xé cái vỏ sầu riêng mà mình chóng mặt các bạn. Ẩn ẩn cục cục gì cho muối trong á. Đó các bạn. Cái gọi là muối núp lùm. Cơm vàng rất đẹp các bạn. Địa chỉ vừa sau khi Phương Trang là 170 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình nha các bạn. Đây, đó. Tươi xanh như bức tranh luôn các bạn. Hiện tại Sài Gòn là chỉ có sau khi Phương Trang là hôm nay là còn chín hơn các bạn. À, mấy giờ khác là hết sầu riêng rồi. Không có sầu riêng chín để bán, đóng cửa rồi. Thôi khách tới luôn. Vô trong á, lựa cho anh trai. Rồi vô trong đi, em trai tư vấn cho anh nha, có nhiều loại lắm. Sài Gòn trời nắng hầm nóng lắm các bạn. Rồi khách tới luôn. Ai da. Rồi dắp vò luôn các bạn ơi. Nè các bạn, cho các bạn xem nè. Đó. Đủ đồ chơi phục vụ bà con cô bác luôn. Đây, hàng này là lép 100% nha các bạn. Đó. Đang cắt cho anh trai thử các bạn. Anh trai mua mang về tự khui. Đúng rồi, tư chân chân tư vấn cho khách là bỏ hộp. Nhiều lúc bên trong sau game mình không biết được các bạn, lỡ có hư thì bù tại chỗ luôn.
để mất công quý khách về tới nhà chạy ra nó xa xôi các bạn. Đó, anh trai đã thử thái môn thon nha các bạn. Môn thon là vỏ mỏng, cơm dày, hạt lép. Thì nó hơi khó cùi hơn ghi sáo xíu các bạn. Để cho các bạn xem. Đó, cơm cuộn 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 luôn. Tùy theo sở thích của bà con, có người thì thích ghi sáo, có người thì thích mon thon. Mọi người thích cái nào thì ăn cái đó thôi các bạn. Đi đi đó. Đi đi đó. À, anh trai lấy thêm một trái nữa. Lỡ đâu? Sầu riêng là mới vừa chín tới không các bạn? Quá đã luôn, rất là thơm. Nắm đuối qua nãy các bạn ơi. Có anh trai lấy thêm một trái nhỏ nữa các bạn. Qua nãy đợi xíu nha anh. Chốt gãn nha các bạn. Trái này là mang về tự khui. Anh trai lấy ba trái luôn. À, khắp lại bên ngoài nữa các bạn. Quá đã luôn. Ăn
Ôi, cái cuốn ô lộn cái muối. Quá đã luôn. Chỗ tài khoản trên tường đó bé. Hay cái vỏ của sầu riêng ghi 6 nó giòn hơn cái vỏ của Thái, các bạn có thấy nó dẻo. Ghi 6 nó sao? Ghi 6 là 1.3, Thái cũng không ngon. Đang chờ anh trai lựa chọn. Trái nhỏ mà muối đá nè. Làm chạy đặng lấy tiền thêm mấy nè. Em ai 34 thì chấm này à? Đi trước đi. Hả? Đưa về để bà cũng phải. Chưa có chi. Cái đó là có nhiều đưa trước nhiều thì cho chắc. Trái nhỏ mà muối các bạn đẹp, trái nhỏ muối nhỏ nhưng mà muối đẹp. Trái này năm học luôn. Tuyệt vời, hai người ăn một trái nhỏ 2 kg này là ngon. Đó. Các bạn.